Hello anh em nhá, lại là mình Tâm Paris đây. Anh em ơi, anh em có biết cái này cái gì không? Hả? Những cái lọ màu này để làm gì không? Hôm nay sẽ đến nhà có một trò trôn hacker nữa, đó là gì? Mình sẽ bôi kín cái này vào những bàn chân của nó, anh em hiểu không? Nó đang nằm ngủ anh em ạ, mình đang nắm thông tin rồi. Bôi kín cái này vào bàn chân nó cho nó trông nó bật cười lắm. Trong này cái gì mình làm anh em sẽ hiểu. Anh em xem video hay nhớ like video và ủng hộ đăng ký kênh ẩm thực, đăng ký kênh Tâm Paris nhá. Mày đang ngủ đấy cơ. Đấy, anh em nhìn đâu. Nó nằm ngủ rồi này. Đi tiến đến chỗ nó cho anh em xem này. Đấy. Đấy, nó ngủ rồi. Này cơ ơi, cái chân của mày đây. Anh em mày tí nữa mình sẽ bôi màu hết vào kín hết cái bàn chân này nhá. Ôi, anh em nhìn thấy không? Này, chó mày xanh lét chân ra cái thằng cơ này. Ôi giời ơi, anh em ơi. Nhìn chân nó lại. Đây, chân này nó tỉnh dậy không biết là như nào nhỉ anh em nhỉ, nhìn hay không? Đấy, ôi ơi. Em buồn cười lắm anh em. Anh ơi, chân này hay lắm. Ôi dồi, anh ơi, chân này nó cho mày màu hồng này. Ôi ơi. Nhìn này, anh em nhìn này. Ôi giời, chân xanh chân hồng này, nhìn hay không anh em? Ui giời ơi, anh em nhìn này, ui giời ơi, chân xanh chân hồng này. Ôi giời, anh cứ ngủ biết gì đâu. À thôi, chuột thôi anh em, anh không nó dậy nó biết. Ôi trời nắng thế nhỉ? Nắng thế. Ôi dậy đi đái phát nào. Xanh xanh đỏ đỏ đấy nhỉ? Con nào nó vào đây nó làm cái gì đấy? Ôi gì đấy? Ôi chân tao xanh đỏ đấy này. Ôi trời ơi, mẹ ơi, cứu con mẹ ơi. Hả? Tao đi kiểm tra camera. Tao kiểm tra camera xem thằng nào bẫy tao. Tao đi kiểm tra camera. Lại là mày à Tân Paris. Tao trẻ thu mày. Anh em nhìn mình trôn mình sơn chân thằng hacker có hay không anh em? Anh em thích còn hay nhá. Cho mình trôn vui cứ bảo mình nhá. Mình sẽ trôn, mình sẽ làm với thằng hacker, ok? Tao theo dõi được mày rồi. Tao trả thù mày, Tân Paris. Tân Paris. Mày được lắm, Tân Paris. Ha ha. Ôi, chết rồi. Ô, đứa nào? Có đứa nào theo dõi tao à? Tao theo dõi. Trời ơi, sao mình ngu đấy nhỉ? Thằng hacker. Mày dọa cho mày lên đây, hacker. Tân Paris, tao đến đây. Mày dọa cho mày vào đây. Có phải mày là thằng xem trên tao đúng không? Chính là tao đây. Mày được lắm Tân Paris. Anh nhận đòn tao đây. Tân Paris, tao đã biết tiếp. Mày thấy sức mạnh của hacker chưa Tân Paris? Ôi trời ơi, nó sợ lắm rồi. Tân Paris, tao đấm mày tiếp. Ê! Mèo. Trả thù được thằng Tân Paris sướng quá. Là một thằng con trai anh em như anh, một trong đôi bàn tay. La. Anh đây chỉ giả vờ thua thôi nhé. Mày đứng lại đi. Tao trả thù mày tiếp. Tân Paris, tao điên mày lắm rồi. Tao sẽ dùng chậu nước này tao đổ vào người mày. Tân Paris. Mày đứng lại ngay. Thầy cơ,
mới điên à? Còn lâu, tao mới đứng lại rồi. Tân Paris, ông mày không thèm đuổi theo mày nữa nhá. Ông mày ném bom mày. Ông ném bom mày. Mày nổ chưa con? Mày nổ chưa con, Tân Paris ơi? Ôi trời ơi, đánh nhau đuổi nhau với thằng Tân Paris mệt lắm rồi đây. Cặp nước không chịu được. Ôi trời ơi. Ở đây có vài nước này. Ôi trời ơi, sướng thế nhỉ, có vài nước này. Ôi trời ơi, uống cũng nước nào, uống tí nước đã. Ôi trời ơi, mệt quá, rửa mặt thế nào. Ôi trời ơi. Nhưng mà từ từ, sao nước có mùi gì lạ thế nhỉ? Để kiểm tra xem nào. Sao nước gì mùi gì lạ thế nhỉ? Tân Paris, mày làm gì đây? Mày đang tè. Ôi trời ơi, nước này là nước đáy của mày à? Ôi trời ơi, Tân Paris ơi. Ôi trời ơi, Tân Paris ơi, tao lại uống nước đáy của mày rồi. Anh cười, nói thật nha là không đánh nhau nữa đâu. Nha, thôi không đánh nhau nữa. Mày đi vào đây nha, tao chán tao mệt lắm rồi. Mày đi vào đây, anh cơ. Cơ, cơ. Cái gì? Vào đây, vào đây. Thôi, đúng rồi. Đủ rồi, đưa ông ăn đi. Có quả của Hồng đấy. Hồng à? Ông ăn đi. Ồ, thơm đấy nhở? Ồ, thơm đi. Ngọt thế. Ôi, còn mua một miếng rồi. Còn mua một miếng rồi. Ai ăn, thằng nào ăn đây? Thằng nào ăn cái gì? Tắt, tắt. Cái gì, cái kiểu mà nhìn cái kiểu. Ôi, ông có gì đâu, thôi ăn không, ăn đi, ông ăn đi, ăn nhá, ăn đi, ôi, Tân Paris sao thối thế, thối mà, miếng cuối cùng nó vậy, ôi trời ơi, mùi lách mày rồi, Tân Paris, lại là mày Tân Paris rồi, rồi, thối quá, mày cười nhá. Mày khóc đi, ngồi đi mà khóc, 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 khóc thoải mái đi nhá. Tao tao ngồi tao chơi Free Fire được, nhá. Tân Paris ơi, Tân Paris. Mày xem cái gì đây, mày xem phim gì đây? Ôi, mày nhìn đây, nó đua xe đẹp này, nó đua kinh khủng chưa? Ấy, nó đua xe đấy, ôi dồi. Ôi dồi, ông đua xe kinh thế nhỉ? Trời kinh sao? Tân Paris ơi, tao bảo này nhá, riêng cái trò đua xe đạp này, tao với mày làm được tốt. Trời ơi, tao phải lấy xe đạp ra đua thử như chúng nó luôn. Ừ, tao mà chơi luôn đi. Chơi luôn đi. Tân Paris, mày sẵn sàng chưa, Tân Paris? Ông ở đây sẵn sàng rồi. Đua đi. Đùa anh ơi.